Xin thưa với quý vị và các bạn, vào tháng 4 năm 2014, Thanh Hương bắt đầu chơi Facebook. Và đến tháng 6 năm 2014, Chính Phùng là thành viên của trang Thi Đàn Hải Phòng. Và lúc đó Thanh Hương cũng là thành viên của Thi Đàn Hải Phòng. Thường thường hàng ngày Thanh Hương ngâm thơ và đăng bài vào trong trang Thi Đàn Hải Phòng. Lúc đó Chính Phùng vào đọc được và được nghe giọng ngâm của Thanh Hương. Để tỏ lòng mến mộ và ngưỡng mộ với giọng ngâm của Thanh Hương, Chính Phùng đã gửi lời kết bạn với Thanh Hương, và Thanh Hương cũng đã nhận lời. Từ đó, ngày ngày hai chị em vẫn thường xuyên gửi tin nhắn cho nhau và chia sẻ những nỗi vui buồn hàng ngày. Có nhiều những lúc, có những khi Thanh Hương buồn, có những đêm nước mắt đầm đìa. Và Chính Phùng là người thường xuyên động viên Thanh Hương. Và sau đó, đến năm 2016, đúng vào ngày 16 tháng 6, Chính Phùng dường như thấy rằng đủ độ chín mùi, thấu hiểu hết được tình cảm của chị Thanh Hương sống nội tâm ra sao. Và em đã có gọi điện cho Thanh Hương nói rằng: chị ơi, em chọn ngày 16 tháng 6 2016 là ba con số rất tuyệt vời. Và rất ngẫu nhiên chị ạ, chị cho em được gửi lời xin được làm em kết nghĩa với chị. Và Thanh Hương rất là vui mừng. Lúc đó Thanh Hương nhận lời, coi như bắt đầu chị em mình từ ngày hôm nay là chị em kết nghĩa. Và năm nào Thanh Hương cũng gửi bài thơ để viết về kỷ niệm tình cảm chị em hàng năm một. Và Chính Phùng cũng ngược lại như vậy. Và hôm nay cũng tròn đủ 5 năm, Thanh Hương xin được viết bài thơ 5 năm tình nghĩa gửi tới Chính Phùng, và mời quý vị cùng các bạn thưởng thức qua giọng ngâm của Thanh Hương. Em à, đủ tròn 5 năm 2016 tình thâm đến giờ, ngọt ngào nghĩa cử tình thơ, chị em ý, tình nghĩa nắng chia mưa cùng. Thanh Hương quê ở Hải Phòng, Chính Phùng Mỹ Quốc nghi nửa vòng trời quay. Bao giờ ta gặp nhau đây, thỏa lòng mong đợi những ngày chia xa. Xuân sang thăm thiết đào hoa, hạ về phượng nở kiêu sa sắc hồng. Thu vàng ngõ trúc trông mong, đông tàn khắc khoải thinh không đợi chờ. Hôm nay 16 đẹp giờ, tháng sau tròn trịa tình thơ tình người.
không chung một phương ý trời. Chị em ý tình nghĩa đẹp lời thân ý thương. Hôm nay viết canh thơ hương gửi lời thân thiết ý về phương ý chúc em hạnh phúc cuộc đời chỉ âm mê chi kỷ sáng ngời tình yêu. Hôm nay vừa tròn 5 năm chính Phùng ạ, chị gửi bài thơ tới phương xa mong rằng em nhận đón những tình cảm của chị em mình. Và rồi chị cũng lại tiếp tục sẽ ngâm bài của em đã gửi về cho chị.